Hello, xin chào mọi người. Thì trong cái video này Tâm sẽ chia sẻ một số cái thắc mắc của anh chị em là khi mà đăng nhập vào cái router Wi-Fi ha, cụ thể là cái router Wi-Fi Viettel á, thì có một số anh chị em sau khi xem cái video của Tâm á, thì làm không được ha. Thì bây giờ Tâm sẽ chia sẻ cụ thể lại nha. Thì làm sao mà không vào được cái trang web của mình ha? Thì như mà mọi người đang thấy đây là cái giao diện của cái chương trình Chrome ha. Bây giờ mình sẽ nhập cái địa chỉ IP của nó vào. Địa chỉ IP là 192.168.1.1 ha mọi người. .1.1. Ok, khi mà mọi người nhập địa chỉ này vào nè. Thì nếu đây là lần đầu tiên mà mọi người đánh cái địa chỉ này vào, nó sẽ báo cái trang này cho chúng ta đây. Kết nối của bạn không phải là kết nối riêng tư ha. Đây chúng ta vẫn nhập đúng cái địa chỉ IP đây. Địa chỉ IP đã nhập đúng đây. Nhưng mà nó báo như thế này thì một số anh chị em thắc mắc là không vào được cái giao diện như Tâm chia sẻ, thì mọi người lưu ý tại cái trang giao diện này ha. Thì đây nó có cái tab quay lại an toàn và cái tab nâng cao đây ha. Thì chúng ta bấm vào nâng cao để tiếp tục thôi. Thì mọi người nhìn thấy cái dòng ở đây tiếp tục truy cập cái địa chỉ IP là 192.168.1.1 này ở cái bước là không an toàn, thì chúng ta cứ bấm vào cái đường link này ha, bấm vào đây thì nó sẽ chuyển tới cái giao diện của chúng ta thôi. Thì đây là cái giao diện mà cái router wifi của anh chị em ha. Thì giao diện anh chị em xài cái model nào thì nó sẽ hiển thị chỗ này ha anh chị em, không nhất thiết chỗ này phải là 6 là 8 đâu. Thì chỗ cái dòng username này chúng ta nhập vào chữ admin chữ thường thôi, admin ha. Chữ thường. Và ở dưới này cái password này á, thì nếu mà anh chị em đã thay đổi cái password admin này rồi thì chúng ta nhập vào cái password như chúng ta đã thay đổi. Nếu như mà chúng ta chưa từng thay đổi mà nó vẫn đang ở cái mật khẩu mặc định đó, thì chúng ta lật cái nhãn cái router wifi lên, ở dưới nó có cái dòng mật khẩu á ha, như cái chữ SN ha, sau cái chữ SN, hoặc là có những cái router thì nó lại để là serial number, có những cái nó để là password luôn. Thì chúng ta cứ nhìn ở trên là username, ở dưới là password. Thì dòng username thì chúng ta nhập vào username là admin, và password thì chúng ta nhập vào đúng cái password ở trên cái nhãn router của wifi của anh chị em là được thôi. Thì tới cái dòng password này chúng ta nhập mật khẩu vô thôi ha. Chúng ta khi nhập mật khẩu xong, chúng ta bấm vào chữ login này. Thì tới đây là chúng ta vào được cái giao diện à mọi người ha. Đây là giao diện đăng nhập đây. Là giao diện đầu tiên nhất, và chúng ta để thực hiện được các bước tiếp theo lại chẳng hạn như là đổi mật khẩu wifi, chúng ta bấm vào advanced setting đây ha. Đây Tâm làm rất chậm để cho anh chị em theo dõi nha. Thì tại cái dòng này ha, thì có một số anh chị em thắc mắc là không vào trong cái giao diện này, thì tại cái dòng network này ha, tại cái dòng network này thì anh chị em bấm vào đây thì anh chị em không thấy được cái chữ WLAN ha. Thì cũng thông báo với anh chị em luôn, tùy cái giao diện của từng modem wifi khác nhau mà chỗ này có thể khác nhau anh chị em ha. Thì ở đây Tâm đang review cho anh chị em xem là cái modem wifi mà mình đang sử dụng luôn ha. Cái gì mình đang sử dụng thì mình review cho anh chị em, chia sẻ cho anh chị em xem. Thì anh chị em thắc mắc có những cái giao diện khác thì mình hiện tại mình không có sở hữu những cái đó, thành ra chưa chia sẻ cho anh chị em được ha. Khi là có thì mình sẽ làm video tặng cho anh chị em sau. Thì hiện tại nó là F68, thì tới đây cái dòng VLAN nó nằm ở đây ha. Thì tới dòng VLAN này thì chúng ta muốn đổi mật khẩu ha, đổi mật khẩu này kia các kiểu đó, thì hôm trước Tâm cũng đã chia sẻ rồi. Thì tới đây thì chúng ta vào đây chúng ta làm thôi ha. Chúng ta đổi mật khẩu đồ vào đây các kiểu trong đây. Thì từ khi mà anh chị em bấm vào cái dòng VLAN thì nó sổ xuống á, nó sẽ có dòng này ha. Đây là một dãy những cái tab để cho chúng ta thao tác, thì để mà mình thay đổi mật khẩu ha, thay đổi tên wifi thì chúng ta bấm vào đây SSID setting.
Thì tới đây chúng ta sẽ có một cái giao diện để anh chị em thay đổi tên của cái wifi. Cái tên wifi này là để nó hiển thị khi chúng ta dò tìm. Chẳng hạn như anh chị em dò tìm lấy cái điện thoại chúng ta quét những cái mạng wifi thì anh chị em sẽ thấy được cái tên này ha. Chẳng hạn đây là cái tên của mạng wifi nhà mình. Nó nằm trong cái OSS ID name này. Thì ở đây người ta giới hạn cho mình là từ 1 cho đến 32 ký tự ở trong đây ha. Đây maximum là 32 ký tự trên này mọi người. Thì chúng ta vào đây, chúng ta thích cái tên gì đó thì chúng ta đặt tên ha. Chúng ta đặt tên cho đặt tên xong chúng ta bấm vào nút submit này. Nút submit chỗ này ha. Chúng ta bấm submit chỗ này. Là chúng ta hoàn thành cái bước mà chúng ta đổi tên ha. Ở đây Tâm chỉ review cho anh chị em xem cách làm thôi. Ở đây Tâm không có đổi tên cái wifi nhà mình ha, vẫn như cũ đây thôi. Anh chị em vào đây anh chị em đổi. Và tiếp tục cái bước và để chúng ta đổi cái mật khẩu wifi. Mật khẩu để chúng ta khi mà chúng ta đăng nhập bằng điện thoại chúng ta vào mạng wifi ấy nha. Thì lưu ý anh chị em là cái mật khẩu này nó không giống như cái mật khẩu chúng ta đăng nhập vào cái hộp router wifi nha, nó hoàn toàn khác anh chị em. Trên này là đổi tên, ở dưới này security là đổi mật khẩu đây. Thì khi anh chị em bấm vào cái dòng security đây, chúng ta nhìn cái dòng này. Đây, từ 8 tới 63 ký tự. Cái dòng này đây, cái dòng Tâm đang bấm vào đây, cái dòng mà anh chị em nhìn nó rất là nhiều cái dấu chấm này. Thì cái dòng này chúng ta sẽ vào đây ha, chúng ta sẽ vào đây không. Nhấn mạnh là một số anh chị em thắc mắc là tại sao Tâm khi có những cái video Tâm review đến đoạn này, Tâm nói là khi mà vào đây chúng ta không cần nhớ cái mật khẩu, không cần nhớ cái mật khẩu của cái wifi. Thì một số anh chị em nói là không nhớ làm sao mà đặt. Bởi vì nhấn mạnh với anh chị em á, là cái mật khẩu này là cái mật khẩu ban đầu. Ví dụ như anh chị em đặt là cái gì đó không biết ha, anh chị em đặt cái gì đó không biết thì cái chuyện mình đặt là cái trách nhiệm mình phải nhớ để mình lấy cái điện thoại mình đăng nhập vào đúng cái wifi của nhà mình. Thì chúng ta nhập đúng mật khẩu đó là nó đăng nhập vào, nhập sai nó không được thôi. Còn khi chúng ta vào đến đây, vào đến cái giao diện phía trong này là cái giao diện cài đặt của cái router wifi chứ không phải là cái giao diện cài đặt mà chúng ta để đăng nhập như cái lấy cái điện thoại mà chúng ta đăng nhập vào cái wifi là nó khác. Ở đây mật khẩu này là mật khẩu gì? Mật khẩu này là mật khẩu đăng nhập. Là khi chúng ta lấy cái điện thoại chúng ta dò thấy cái mạng wifi của chúng ta là chúng ta sẽ nhập mật khẩu ngay trong ô này nè. Thì do chúng ta khi mà chúng ta đã vào được đây rồi, chúng ta vào được cái giao diện này, chúng ta anh chị em đã nhớ được cái mật khẩu đăng nhập của cái router wifi. Mà cái mật khẩu đăng nhập của cái router wifi đó là anh chị em nhìn ở dưới cái nhãn router wifi ha. Đây Tâm nhấn mạnh một lần nữa và để nhắc cho rõ các anh chị em nào thắc mắc mà chưa nắm cho là cái vấn đề chỗ này. Mà khi chúng ta đăng nhập vào đây được rồi thì chỗ cái này là cái mật khẩu, này là mật khẩu để đăng nhập. Đó là cái kết nối giữa điện thoại và cái wifi nhà chúng ta. Thì tới đây chúng ta không cần nhớ là đúng rồi. Đúng không? Có gì để bàn cãi đó anh chị em. Tới đây chúng ta chỉ cần xóa những cái dữ liệu mật khẩu trong đây ha. Mật khẩu trong đây rồi chúng ta đánh vào cái mật khẩu mới. Anh chị em sẽ đánh vào cái mật khẩu mới vào cái ô này ha. Đánh vào đây xong rồi chúng ta bấm submit ha, là xong. Là lúc đó khi đó chúng ta đã đổi được cái mật khẩu wifi mới. Thì khi anh chị em bấm vào đây hoàn thành, chúng ta bấm vào submit ở đây ha. Thì khi mà bấm vào submit thì tất cả những cái thiết bị, chẳng hạn như nhà anh chị em có kết nối camera IP và những cái thiết bị laptop này kia các kiểu, những cái điện thoại mà chúng ta đã kết nối trước đó ăn với cái mật khẩu cũ mà trước khi chúng ta đổi, thì bây giờ nó sẽ bị đá văng ra hết ha, nó bị lock out ra ngoài hết từ cả cái điểm mà chúng ta bấm submit chỗ này ha. Ở đây thì Tâm chỉ review thôi chứ Tâm không đổi mật khẩu của mình cho đến đây, Tâm bấm mình cancel. Còn riêng về anh chị em bấm vào submit chỗ này ha. Và khi chúng ta hoàn thành cái vấn đề mà chúng ta đổi các kiểu thì chúng ta bấm lock out đây để nó thoát ra cái giao diện bên ngoài. Thì chỉ vậy thôi, thì chúng ta chỉ cần làm một vài thao tác như thế thì chúng ta có thể đổi được cái mật khẩu wifi Viettel ha. Mà cái model nó là F368. Và cũng thông qua cái video này để giải đáp thắc mắc cho các anh chị em nào còn chưa hiểu về cái vấn đề này ha. Thì cảm ơn mọi người đã xem video và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe ha.